Cháo lạnh màu màu này nè cô chú. Đây bên bữa nào con ăn cơm với mẹ. Bữa nào con ăn cơm với mẹ hả? Ừ. Mẹ nấu cơm. Ủa coi. Ơi. Dạ cho em biết con làm cho mẹ. Dạ cho em làm. Hi, theo xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Bây giờ thì em sẽ cạo lông da heo này. Để hồi sáng đến giờ nó cũng ga ga nè. Thôi có lông không, hình như là cũng không có lông gì nhiêu. Cạo xong rồi cái bắt đầu hồi nữa mình mới sơ chế nó thôi chứ. Không thấy lông. Sạch sẽ nè. Miếng này da này trên lưng nè, cái vuông vuông thôi hồi mình cũng dễ lạng lắm mà cô chú. Bây giờ thì em cạo lông cũng xong rồi, giờ tới em cạo này. Cạo mấy cái nhờn nhờn này nè, xong rồi cái mình mới rửa sạch. Rồi mới luộc đó cô chú. Đó giờ em mua về là lúc nào cũng cạo đi chứ. Còn sót rồi nữa nè. Cạo lông heo nãy cạo chứ cũng sót rồi nè. Mình tuy rằng mình cạo lông rồi nhưng mà lúc mà mình cạo cái nhờn này ra nó vẫn còn sót lông nữa thì mình cạo nữa cô chú cho nó sạch, chứ để không thôi là nó hôi dữ lắm. Cạo xong rồi thì em chuẩn bị nước em rửa, nãy giờ rửa cũng 3-4 nước rồi đó. Rửa tới khi nào mà nước nó hết đục quá thì mình mới mang đi luộc á cô chú. Nãy giờ rửa cũng mấy nước rồi, chiếc này thì em bỏ muối vô em bóp cho nó sạch. Da này không có mỡ gì nhiêu hết trơn cô chú. Ngồi đó mình dễ nặng rồi. Mình dễ nặng da hơn rồi, mỏng dần luôn. Bây giờ thì em cũng đã sơ chế, rửa sạch sẽ, trắng nõn nà nè. Giờ mình cắt ra miếng dừa đó, mình luộc hồi nó mình dễ lạng á cô chú. Em sẽ nhấc lại một cách, làm hai. Cắt mình cắt miếng dừa luộc lạng da vậy nè. Mình luộc hồi nó dễ làm hơn. Mẹ em làm thì mẹ em cột dây rồi nữa. Cột dây rồi mới luộc. Em thì khỏi cần cột dây. Da này đẹp đẹp không mà vuông vuông không. Miếng im dễ làm. Lại không còn miếng mỡ nữa. Sáng giờ lu bu cạo lông cạo đồ rồi chuẩn bị này kia cho nên không có kịp mài cái dao. Cắt bao nhiêu là dùng hết trơn phần công lực đó cô chú. Thấy gì chưa, cắt xong là phòng tay đó, tại vì đè quá sức. Không có cái nồi bự rồi cô chú, nhiều quá thì em phải chia ra hai nồi vậy đây. Tại vì em mua cái nồi bự ở trên mạng mà nó chưa có tới nữa. Giờ phải luộc cái hai nồi. Luộc hai nồi thấy phiền phức không cô chú? Tại vì nhà có nồi nhỏ không à. Chắc cái này cỡ 3kg ngoài. Rồi thêm thịt 2kg nữa chắc là 5kg. Cô chú anh chị biết đây là cái gì không? Đây là trái thanh long ruột đỏ. Em mua hôm nay bữa đi chợ nè. Em mua về em sẽ làm bằng màu. Làm cháo lạnh bằng màu này nè cô chú. Tại vì bên đây không có màu á. Mua cái củ dền mà không có cô chú. Củ dền nó không có dao. Giờ em sẽ lấy cái trái thanh long này xay ra. Xay ra làm nước cho nó có màu. Rất là đẹp không. Em sẽ bỏ vô cái máy quay. Bỏ vô cái máy quay này. Rồi mình đi xay nó ra.
hy vọng mà cái màu này nó sẽ không làm em thất vọng. Trái thanh long này nó cũng bị đông rồi nè cô chú. Bây giờ thì em đã sấy cái trái thanh long xong hết trơn nè cô chú. Mình đổ vô đây mình sẽ lấy nước ra, dắt nước ra. Cũng ra nước nhiều quá nè. Mình lược mình lấy nước cốt này ra rồi mình xào cháo lạnh cho màu nó thơm nó đẹp không cô chú, lần đầu tiên làm thử coi làm sao. Trời ơi sấy cái trái miếng này chưa nó ra hết. Nãy giờ mình lược thì cũng ra được nhiêu nước cốt đây nè cô chú. Chút nữa thì em sẽ ướp thịt. Thịt này thì em cũng rửa sạch, em sắc ra cô chú, đang chuẩn bị ướp nè. Ướp cái này xong rồi mình sẽ đi lạng da, nữa là quay lại là dừa. Bây giờ thì em sẽ cho muối vô trước đi. Cho nhắm chừng. Gớt cái nắp. Đem bột ngọt. Cái này là đường. Mẹ đâu có biết đâu, cái này là bột tỏi nè cô chú. Bột tỏi này ở bên Trung. Em mua bên Trung. Cho nó nhiều nhiều đi cho nó thơm. Đâu rồi ta? Cái mỏ tỏi. Hai mặt cô chú. Hai mặt cô chú đi ra đây. Cái này là tỏi phi. Em sẽ cho vô đây. Rồi tiếp theo đây. Đây là cái màu thanh long ruột đỏ. Em cũng sấy ra lấy nước rồi nè. Em cho từ từ vô thử coi nó màu nó sẽ như thế nào. Cầu trời là cho nó đẹp đi, lần đầu tiên trong đời làm á cô chú. Từ từ thôi, cho vô từ từ. Giờ mình sẽ đảo lên thử coi như thế nào. Chưa trơn thấy cái màu thanh long là hấp dẫn rồi đó. Mà em nghe nói là cái màu thanh long thấy mấy anh chị làm ở trên mạng á, làm bánh đăng lên trên mạng á thì nói là lúc đầu rồi nhìn nó đậm đặc vậy đó. Ơi. Đưa cha xé đi con đi. Em nghe mấy anh chị ở trên mạng nói là làm bánh đó cô chú, mà làm bằng ba cái màu thanh long này á, màu thằng trái thanh long á thì nó sẽ thấy đậm vậy đó, nhưng mà một hồi nó sẽ lên màu, nó sẽ nhạt đi, cho nên em sẽ cho thêm một miếng màu nữa đi cho nó đậm đặc một xíu, cho để xào cái đầu nó màu không được đẹp. Đẹp không lùi cung? Đẹp không sao? Đẹp không? Bỏ nó đi. Chồng em thấy cái màu này chồng em cũng mê. Ở ngoài đẹp lắm luôn á cô chú. Tại vì giờ nãy bên em dắt chiều rồi nè. Nên cái đầu nó nhìn màu nó tối. Tương gà đâu mà tương gà. Ừ, cô ăn cái bánh tương gà đó hả? Rồi mình sẽ để cho nó ngủ ở đây đi rồi mình đi lạng da. Nãy giờ quên bỏ tiêu vô nữa chứ. Bỏ vô trước, dằn vô trước miếng tiêu cho nó có mùi vị đi. Hồi nữa mình sẽ xào thì bỏ nó vô sao. Gì con? Mẹ Út ăn, mẹ ăn đây, con ăn hôm qua nha. Bữa nay con ăn cùng với mẹ. Bữa nay con ăn cơm với mẹ hả? Ừ. Mẹ nấu cơm được cái cay cho con ăn á hả? Con lại có dặn mẹ đó hả? Ok. Con, ok. Con ăn cùng với mẹ ăn nè. Bây giờ thì bé The sẽ ra tay lạng da. Lạng da heo đi. Da heo này thì không có mỡ gì hết trơn, rất là sạch luôn. Dao em cũng mới mài xong á cô chú. Mình lạng da này mình lạng càng mỏng nó càng ngon đó cô chú, chứ mình lạng dày là nó không có ngon. Em cũng làm rất là nhiều lần, em cũng quay lên cho cô chú anh chị xem, nhưng mà không lần nào giống lần nào, lần nào cũng khác lần nào hết. Mình thả bên cái thau bên đây. Bữa nay ngồi đây lạng 3 kg mấy da này không biết tới khi nào mới xong, chắc tới chiều tối quá. Bữa giờ em làm chả này cũng biết rất là nhiều lần rồi, nhưng mà một lần làm cứ 2 kg ngoài 3 kg là dữ lắm rồi.
Chiến này làm tính luôn thịt luôn là tới 5kg ngoài 6kg luôn á cô chú. Cho nên em lạng da từ lúc sớm mà tới giờ này luôn. Tại vì lạng mỏng á nó mới ngon, chứ mình làm dày thì nó không có ngon á cô chú. Rồi cây dao thì nó bự nó nặng quá à. Rồi chút mài nữa cho nên nó rất là mất thời gian luôn. Bữa nay là xác định là làm tới nửa đêm. Tại vì xào đồ nữa, nét đẹp lao động, cái đầu nhìn như con điên luôn. Từ sáng giờ chồm bòm luôn cô chú. Ý là ngày nào cũng gọi hết trơn, gọi mà sao em qua đây á, tóc em bị rụng quá giờ luôn cô chú. Anh chị biết cách nào không chỉ em với. Chứ mỗi khi mà một ngày chải đầu 2 lần là nó rớt xuống 2 đống. Ghi chứ không còn cọng tóc nào luôn quá. Em làm gì đây chứ mỗi lần mà nấu ăn hay là làm này làm kia mà đăng lên ấy ha, là mẹ coi được là mẹ điện qua mẹ nhắc nhở em đó cô chú. Mẹ nói làm gì đâu mà không có đẹp, không có đàng hoàng gì trơn mà đăng lên cô chú anh chị cười chết. Em nói vậy chứ con cũng học hỏi biết làm từ từ, chứ đâu phải mà biết từ nhỏ đâu. Mỗi lần cái gì không biết cái qua bên Trung này nè, phải học trên mạng rồi làm theo. Chứ đâu có biết, mà không làm thì đâu có đâu mà ăn cô chú. Cho nên cô chú anh chị xem mà thông cảm. Cuối cùng thì em cũng lạng xong hai cái thau da nè cô chú. Tính ra thì cũng 3kg hơn đó. Rồi hồi nãy thì em lạng mỡ rất là sạch luôn, mà da này rất là sạch mỡ luôn. Mà nãy giờ nước lạnh, nước đá lạnh quá, cái đồ nó lên được xíu nữa nè cô chú. Lòi mỡ lên nữa, giờ em đang đi rửa. Nãy giờ thì em cũng rửa da qua 7-7-49 bước rồi. Em chia ra làm hai mẻ cô chú ơi, tại vì nhiều quá à. Da em để gáo nước thì em mới ấy vô, mới đổ vô chung với thịt. Giờ thì em bỏ tỏi phi vô, trộn da lên, trộn lên, đều lên. Chiến này không có gây căng, làm nó thịt nó hơi ít rồi cô chú ơi. Trộn xong rồi mình mới đem đi xào. Chết rồi, thịt ít rồi. Mà vợ chồng em thì thích ăn da nhiều cho nên làm thịt hơi ít cũng không có sao, nhưng mà nó hơi không có được đẹp mắt đó cô chú. Ốp cái màu thanh long mà nó cũng ra màu quá nè cô chú. Không biết là xào lên như thế nào. Để đây. Cái này ra đi thằng. Tới cái thau này. Cái thau này. Sao đóng cửa rồi con? Nãy em sợ màu đậm. Mẹ em cũng nói sợ màu đậm. Làm mà từ sáng đến tối. Từ mà đứng đến ngồi. Từ mà lưng không nhức đến nhức luôn mà. Mới rồi nè cô chú, chưa xong nữa nè, còn xào nữa nè. Làm này thịt hơi ít rồi cô chú ơi. Em thì sắc thịt mỏng vậy không à. Không có làm dày. Tại vì dày cái ăn vô, ăn lạnh mà, ăn đồ lạnh mà vô cái miếng bự quá thì nó hơi ngại ngại cái miệng. Cho nên em làm gì hả? Đây đây, rồi mình đem đi gì? Đi xào thôi. Cái chảo này thì hồi nãy em thắng mỡ tỏi đó cô chú. Bây giờ thì em xào luôn. Bỏ miếng mỡ tỏi vô đây nữa. Nãy tuy rằng mình có rồi nhưng mà bây giờ mình cũng phải bỏ thêm cho nó thơm. Đổ dầu vô. Bây giờ thì em sẽ đổ vô em xào. Rất là thơm luôn á cô chú. Thấy cái màu cũng đẹp lắm mà không biết hồi như thế nào. Nãy giờ em xào thì nó cũng lành lành này cô chú ơi. Cũng gần được được rồi đó. Giờ thì mình bắt đầu mình bỏ tiêu vô. Cho gia vị nó thấm hết. Nãy giờ em nêm nếm nó cũng vừa ăn rồi đó. Giờ em bỏ tiêu vô. Cho nó thơm mùi tiêu. Tiêu này em đâm 3 xoòn 4 sực á. Cho nó... Chồng em thì không thích ăn tiêu nguyên hộp. Ăn tiêu nguyên hộp gỡ ra hết trơn.
cho nên em giả ra cho nó 3 sọ muỗng sực vậy đó, bỏ tiêu cho nó, cái nó thơm quá chừng luôn, cái màu thanh long cũng rất chi là hấp dẫn. Cuối cùng thì cũng xong một mẻ rồi đó cô chú. Bây giờ thì bắt đầu em múc ra, múc ra đâu mình đi gói, hồi đó mình còn làm mẻ tiếp theo nữa, mẻ tiếp theo còn đang chờ đợi mình bên đó kìa. Múc rồi bỏ vô trong bọc, bây giờ thì em sẽ đi gói đây cô chú ơi. Cái đòn này hơi bự rồi nha, đòn này bự rồi cô chú ơi. Ba sẽ chia ha, không có năng. Sao mà? Chia nó chia ra đi ba. Ừ, có khả năng là. Cái hả vậy? Ta khai cái. Có khả năng là chia ra. Chia ra đi lò. La lại cái lò gốm. Để cho tiêu. Em làm cái kiểu này cũng rất là nhiều lần rồi đó cô chú. Mình lấy cái tăm chích cho nó, chích cho nó nhỏ, cho nó ra hơi không khí. Cái đòn chả lạnh này nó hơi bị nhiều rồi, bị bự chờ bá nái rồi. Đáng lý là chia làm ba mà thôi. Tối quá trời trẻ. Chiếc này thì em sẽ làm dây thun cho nó chắc lại cô chú. Trước tiên thì mình cột trắng giữa trước. Dây thun này với bọc này là em mua bên Việt Nam qua thôi chú. Mẹ em mua cho em mấy năm rồi đó. Mấy năm mà xài chưa có hết. Cái đòn bánh nó ú hơn em. Bữa nay làm trễ rồi gấp quá rồi, cái bắt đầu còn mẻ nữa, cái làm nó không được đẹp rồi cô chú ơi. Chỉ có thể là như vậy thôi, chống không có được rồi. Đây, xong một đòn rồi cô chú, hoàn thành rồi đó nha. Bắt đầu mình sẽ tới đoạn tiếp theo. Bây giờ thì tới cái đoạn tiếp theo. Ông Sành ơi, ông Sành ơi, lại nông đây rồi, phụ cái này rồi. Cái đó trong cái bóp của con đó. Bi Sành, xong rồi nè.
mình kéo tới đâu là mình đè cho nó dẻ ra tới đó cô chú, chứ không thôi là nó bỗng tốt. Chiếc này em hạ tiện mà em cột ít cho khung lên chút. Cái đòn trước đầu tiên nó còn cái thùng hơi bị nhiều. Cái heo nó giờ em làm công chuyện nó chơi mình lên, nó cho nó hát hò mình lên. Bên Việt Nam thì mẹ em có giấy, mẹ em làm giấy, em không có giấy. Nè cô chú, xong thêm một đòn nữa là hai đòn. Hai đòn này cô chú. Hồi nãy thì em cũng xào mẻ một xong rồi đó cô chú, giờ tới mẻ thứ hai. Bỏ miếng tỏi phi vô. Chà, mấy heo nấu đồ ăn cái gì ta, xào cái gì tùm lum tà la. Giờ thì em đổ vô hết trơn luôn thịt, hơi nặng tay nha. Mọi người cái này hơi nhiều rồi. Cái mẻ hồi nãy vừa xào nó nhanh, nó dễ xào. Cái mẻ này nó hơi nhiều á cô chú, xào nó hơi lâu. Bữa nay từ nay tính mà tính khuya thế nào cũng rồi mà mình nên làm hai mẻ, làm hơi nhiều nữa cho nên không có đo lường, làm nhánh chừng không mà cho nên nó nhiều quá cô chú, làm cho nhỏ cháu em nữa. Năm nay cháu em nó về nổi gần em rồi. Nhỏ cháu mà lấy chồng Trung Quốc đó. Con chị Sáu em á cô chú. Nãy giờ nêm nếm cũng vừa ăn rồi. Bây giờ mình bỏ tiêu vô. Tiêu đâm nhuyễn không à. Bỏ tiêu vô cái nó thơm lên á. Thơm mùi quyến rũ. Màn hai cảnh một cô chú ơi, nãy cái kia thì được hai đòn rồi, cái này được ba đòn nữa, tổng cộng được năm đòn. Quý Sành ơi, đã phủ can đây rồi Quý Sành ơi. Con nóng quá trời nóng. Con không có biết đâu, từ từ con không biết đâu, con đi ra đi. Trời ơi, nãy chồng em lấy sắc ớt sắc gì gớp luôn Quý Sành. Mẹ ơi, nung quả lên đây rồi đó Quý Sành. Mẹ ơi, hả? Con hãy sầm ở xuống. Mẹ ơi. Mẹ. Gì? Úc ơi. Ơi. Dạ cho em dạ cho em biết con làm dâu mẹ. Dạ cho em làm phụ mẹ hả? Ừ. Em nhìn cha kìa rồi em làm theo đi chứ mà em ở đó dạy em cái gì nữa. Em nhìn cha đi rồi em làm theo Úc nha. Con làm theo Úc mà. Em nhìn cha đi. Em nhìn em biết chưa? Em biết chưa? Hứa nè, dù nó lần ra có pho rửa đó. Đi uống sữa đi con, để mẹ với cha làm cho hồi mẹ vô với con nha. Út ơi, Út nãy giờ kia bằng Út nè. Dù có lần lại hãy để pho rửa rửa. Thầy con cha cho mẹ. Khoai ta khứa nè. Con cha cho mẹ đi, rồi con đi uống sữa đi, lẹ đi. Rồi, con đi uống sữa đi. Đi đi, giỏi quá. Hồi Út kêu con ra nha. Thầy Út, hồi Út làm này đúng rồi. Út vô muôn dạng dạng nha. Ừ, ok. Ok, Út xếp kim con dạ. Gì?
Mà dạ uống sữa đi. Đây là cái đòn thứ ba cô chú ơi, cũng đòn thứ ba thì cũng coi được một xíu rồi. Đây đòn thứ tư thôi. Được, con chích cho mẹ đây, con chích cho Út đi. Rồi con đi ra đây tới Út chích nha. Con đi ra đây Út chích, đẻ lên Út làm không có đợi đợi lâu được. Đi không? Không cần xin lỗi. Em ngoan ngoãn là được rồi. Trời, cái tâm nó dính vô tay mẹ anh. Cái tâm nó dính vô tay của mẹ. Đây con chích cho mẹ, chích cho. Con làm gì đừng có phá của mẹ. Con chích ra. Con chích không có được. Con chích dùng mẹ lại không biết. Con phụ mẹ nè. Con chích được không? Con lo con uống sữa thì chích lẹ đi, chích lẹ hai ba cái lẹ đi. Rồi. Ôi trời, xin lỗi. Con chích ra, con làm gì vậy? À, con làm nha mẹ. Con chích văn mẹ, con chích nhanh lên vậy nè, con chích chậm quá, đâu có được. Dạ, biết rồi. Rồi chích lẹ đi. Ừ. Chích bên đây nè, chích bên đây nè, chích bên đây. Nè đây. Đây đòn thứ tư thì cũng chuyên nghiệp một xíu rồi cô chú ơi, hơi nhanh một xíu rồi. Nãy giờ làm mấy cái đòn kia thì nó hơi lâu một xíu. Làm rất là nhiều lần nhưng mà lần nào không giống lần nào hết chứ. Mỗi lần là mới khác. Ok, ok con gái. Nó kêu nó đòi đi ra chích cái tâm cho em đó. Đi tiểu cũng thông báo nữa đó. Ham làm lắm, lớn lên cực nữa nè. Cái gì cũng không biết hết trơn cho nó khỏe. Biết nhiều cực. Ở bên Việt Nam thì bà ngoại có giấy rồi, bà ngoại gói rồi bên đây. Thôi, làm tạm đi được rồi cô chú ơi. Xong. Cột thêm một cái con đi tiểu xong rồi hả? Cột thêm một cái trắng giữa này cho nó đều. Đồng thanh đồng thủ. Xong đòn thứ tư. Một cái nữa nè. Bắt đầu tới đòn thứ năm. Trời. Thứ 10 đó. Thứ 10 đâu, thứ 5. Thứ 10. Thứ 5. Thứ 10. Thứ 5 cái đòn này nhỏ nè, đòn thứ 10 nè. Cuối cùng thì em cũng hoàn thành rồi 5 đòn chả nè cô chú. 5 đòn chả đó. Ông bà cô chú ơi, nhớ đăng ký kênh phụ hộ cho mẹ con. Có tiền mua bánh cho con. Cảm ơn bà cô chú nhiều lắm. Thương bà cô chú nhiều lắm. Ngoan ngoan ngoan. Bà cô chú quay lưu của con hết rồi. Cảm ơn bà cô chú đã xem. Bye bye, hẹn gặp lại.